gần 2 tháng qua, dịch đau mắt đỏ tại Hà Nội cũng như nhiều thành phố lớn bùng phát khiến nhiều người dân lo ngại. Nhiều người đã đổ xô đến các hiệu thuốc mua thuốc về điều trị hoặc mua nhằm dự trữ phòng ngừa. Thấy bây giờ đông người bị đau mắt đỏ quá nên là tôi mua về để phòng cho gia đình thôi. Thuốc Toprec của ngoại thì nó thấy hỏi là không còn rồi, thế nên là tôi không mua. Và cũng lo lắng bởi vì là đã mấy năm trước là bị lần rồi, cái thể lực mình cũng kém đi. Và thỉnh thoảng đến bây giờ qua 4-5 năm rồi mà thỉnh thoảng kiểu nó vẫn bị chảy mắt. Vì vậy bây giờ là phải mua sẵn để đi cứ phòng, nhưng mà không thùng, không biết con thuộc. Theo khảo sát tại nhiều nhà thuốc Tây trên địa bàn thành phố Hà Nội, thuốc điều trị đau mắt đỏ được bán ra với số lượng lớn do nhu cầu của người dân ngày càng tăng cao, thậm chí nhiều loại thuốc cháy hàng. Đợt này rất là cao điểm về các bạn vì đau mắt đỏ rất là nhiều, nhất là trẻ em, mình bán một ngày rất là nhiều đơn về mắt, cũng có đơn hoặc là người ta tự ý ra mua phải gấp đến chục lần đấy, có những hôm đỉnh điểm là chục lần. Ocrelavit có dạng nước nhắm mắt hoặc là dạng mỡ để tra, thì cái đấy là bác sĩ hay kê nhiều nên là cháy hàng. Nhà mình bán hết những cái hàng mà mình gọi của hãng xong thì mình cũng thấy hãng báo giá là hết hàng nên là mình cũng chưa có nhập được. Hiện tại thì có Toprec, mấy là Toprec là mình thấy là không có hàng để nhập, không có thuốc để điều trị cho khách thì mình cảm thấy khá là đáng lo ngại. Các chuyên gia y tế khuyến cáo hiện nay trên thị trường có nhiều loại thuốc nhỏ mắt chứa corticoid, một thành phần có thể làm tăng nguy cơ bệnh trở nên nặng hơn nếu bệnh nhân đang bị viêm kết mạc mắt hoặc nhiễm trùng mắt. Hậu quả có thể bao gồm tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể và thậm chí là mù lòa. Vì vậy, người bệnh nên đến bệnh viện có chuyên khoa về khám mắt để xác định chính xác tình trạng bệnh, không nên tự ý mua thuốc điều trị.